Xin chào tất cả mọi người. Trên bàn mọi người đang nhìn thấy đó là một cái bộ tarot ha, được đựng ở trong một cái hộp bằng nhựa như thế này, rất là đẹp. Mã hàng của bộ này là 1365-S, bao gồm có 59 chi tiết bộ tarot bằng ren, kết hợp ren trong và ren ngoài luôn. Mã hàng 1365-S, giá tham khảo là 17 triệu một bộ. Đó, trọng lượng của nó khoảng 7 kg 7. Đó, được đựng trong cái hộp bằng nhựa như thế này, có quay sách ha. Thì mình sẽ mở ra để review cho mọi người xem bên trong này nó sẽ bao gồm những cái chi tiết gì. Đây là hai cái khóa gài. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra. Đó. Đây là cái phiên bản mới từ 2019 trở đi, thì hãng Elora đựng cái bộ tarot này ở trong cái hộp bằng nhựa và khuôn mút xốp. Còn 2018 trở về trước thì cái bộ này được đựng trong cái hộp bằng thép thôi nha mọi người. Hộp bằng thép thì nó có nhược điểm là mình vận chuyển, mình xách đi nó rất là nặng. Còn cái hộp bằng nhựa này thì mình xách đi nó nhẹ nhàng hơn. Thì trong này sẽ có bao gồm là 59 chi tiết, bao gồm cả ren trong và ren ngoài. Được đựng ở trong cái hộp này, mỗi chi tiết sẽ có một cái khoang chứa riêng như thế này. Đó, mọi người nhìn thấy ha. Mỗi chi tiết sẽ có một cái khoang chứa, để khi mà mình sử dụng á, mình sẽ dễ kiểm soát cái chi tiết ở trong này, không có bị thất lạc. Ví dụ như bây giờ mình lấy cái một cái chi tiết này ra đi, thì ở bên cái lỗ này nó sẽ trống đi. Đó, nó sẽ trống cái lỗ này đi, là mình nhìn mình biết là thiếu cái chi tiết này. Nói chung là mục đích là dễ kiểm soát thôi. Và mình trong quá trình mà mình đem đi nơi khác làm việc thì mình xách đi nó không có bị sọc sệt nữa. Bây giờ mình sẽ đếm xem đúng là 59 chi tiết không nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. À, không có được rồi. Tại vì ở trong cái khoang này có 2 cây. Để mình xem. À, bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra gắn vào. Thì cái này mới là một chi tiết nè. Đó, cái này mới là một món nè. Ba chi tiết này gắn lại thì mới là một món nè. Đó, đây là cái tarot ren ngoài nè. Bây giờ mình gắn lại xong cái đã rồi mới đếm ha. Một nè. Hai. Khi mà mình mua về thì mình chịu khó mình lắp vào rồi mình thử xài ha. Ở bên trong đây là một chi tiết hãng Elora họ gắn sẵn cho mình luôn nè. Nhìn mình tháo cái này ra được nè. Nhưng mà nó đây là lát nữa đếm ha. Các cái con
con ốc này nó rất là dễ rơi rớt ra bên ngoài, cho nên là mình tháo lắp thì mình cẩn thận chứ không là nó rớt mất. Đại khái là sẽ khi mà mình lắp vào thì mình sử dụng thì mình sẽ lắp vào nó như thế này, xong rồi mình sẽ taro ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 đây 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. Đó. Vậy là đủ 59 chi tiết rồi nha mọi người. Một cái này là tính là một chi tiết nè. Một cái này nè sẽ tính là một chi tiết nha mọi người. Đó. Ở trong ba cái tay quay taro này họ hãng họ đã gắn sẵn cho mình bốn cái chi tiết này rồi nè, nên mình đếm lại nè: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6 7 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. Đó. Còn cái bộ dưỡng đo ren này là hãng tặng thêm cho mình. Đó. Chứ đúng ra là nó chỉ có 59 chi tiết thôi. Có bạn thuyết minh trên website là 60 chi tiết thì nó cũng đúng thôi, nhưng mà nó không có chính xác lắm ha. Thì cái bởi vì cái bộ dưỡng đo ren này là hãng tặng thêm. Chính xác của nó là 59 chi tiết. Rồi. Giá tham khảo là 17 triệu một bộ. Khi mà anh chị nào mà có nhu cầu đặt hàng cái bộ này á, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em để em cho mọi người cái giá tốt hơn. Giá em đọc chỉ là giá tham khảo thôi ha. Thì cái bộ này